hôm nay mình bắt đầu buổi thứ bảy có nghĩa là mình chỉ còn có hai buổi nữa là kết thúc rồi đó tuần này mình học 8 buổi tuần sau mình một buổi nữa là kết thúc và mình kiểm tra luôn ha rồi ok à, chiều nay á thì cái bài này cô sẽ hướng dẫn các bạn gồm có 3 phần Phần thứ nhất đó là khái niệm và mục đích của việc đánh giá. Phần thứ hai đó là tầm quan trọng của việc đánh giá và phần thứ ba đó là quy trình đánh giá. Ừ. Các bạn nghe cô có rõ không vậy? Dạ nghe rõ cô ơi. Cảm ơn các em tại vì hôm nay cái giọng cô nó hơi bị đứt khúc một chút á, nó hơi bị hụt hơi một chút. <laughs> Ráng cố gắng nghe nha. <laughs> Rồi, ok vậy thì bây giờ là cô sẽ đi vào cái uh, nội dung thứ nhất nè. Khái niệm thì các em còn nhớ đánh giá thực hiện công việc đó là cái chức năng này nó thuộc nhóm chức năng nào của quản trị nhân sự không các em có nhớ không có nhớ nó thuộc nhóm chức năng nào không quản trị nhân sự là gồm bao nhiêu nhóm chức năng quản trị nhân sự là gồm bao nhiêu nhóm chức năng các em ơi nhanh 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 <laughs> bao nhiêu nhóm chức năng nhớ không trời giờ giờ này lục lại bài cũ rồi trời ơi các em có nhớ là bao nhiêu nhóm chức năng không các em hả nhớ mà cô hả ba nhóm đúng không cô đúng rồi ba nhóm chức năng đó là những chức năng gì nhóm nào hả à? cô là thu hút nhân viên đào tạo và phát triển và cuối cùng là duy trì nhân viên đúng rồi vậy thì cái đánh giá à, thực hiện công việc á là nó thuộc à, nhóm chức năng nào đây à chức năng duy trì nhân viên rồi cô rồi ok chức năng duy trì nhân viên ha rồi hoàn toàn chính xác à, đây là cái nhóm chức năng duy trì nhân viên nha à, tức là chúng ta à, đánh giá để trên cơ sở đó là mình mới có thể là trả lương trả thưởng được mà trả lương trả thưởng tốt á, thì như vậy là chúng ta mới giữ chân được người lao động đúng không cho nên nó làm cái nhiệm vụ đó là duy trì cái lực lượng nhân nhân viên à, thì à, à, cái khái niệm của đánh giá là gì thì mình phải hiểu đánh giá à, thực hiện công việc là việc đánh giá thứ nhất đó là có hệ thống nó phải có hệ thống mới được nha thì cái hệ thống nó được thể hiện ở cái uh, yếu tố gì nó sẽ thể hiện ở ba cái tính chất à, tức là khi mà chúng ta nói đến cái cái hệ thống á thì nó thể hiện ba tính chất tính chất đầu tiên đó là nó phải gồm nhiều chỉ tiêu ha nó phải gồm nhiều chỉ tiêu nha cái tức là thí dụ như chúng ta có chỉ tiêu về doanh thu nè, chỉ tiêu về thời gian làm việc nè, chỉ tiêu về cái thái độ phục vụ nè, vân à, vân ha, à, rồi cái ý thức tổ chức kỷ luật à, đó là những cái uh, những cái chỉ tiêu mà người ta sử dụng thường thường hay sử dụng để mà đánh giá nhân viên. Cái thứ hai á là nó phải thực hiện theo một cái chu kỳ nhất định. thí dụ như là một một tháng đánh giá một lần, rồi một quý đánh giá một lần sáu tháng đánh giá một lần rồi uh, một năm đánh giá một lần thí à, dụ như là trường chúng ta thì ngày thứ bảy này á, là cũng tiến hành sơ kết sáu tháng đầu năm tức là đánh giá sáu tháng đầu năm à, và cái thứ ba là cái tính hệ thống nó thể hiện là nó phải thực hiện theo một cái quy trình thống nhất đầu tiên á là người nhân viên là chúng ta nè phải tự đánh giá xong sau đó chúng ta sẽ chuyển cái bản tự đánh giá mình cho cái bộ phận quản lý thì cái người quản lý chức năng cái người trực tuyến họ sẽ tiến hành đánh giá mình và cái kết quả đó phải họ sẽ nó sẽ thông qua một cái buổi gọi là phỏng vấn cái kết quả đánh giá để làm gì là trong trường hợp mà mình thực hiện tốt thì như vậy là sẽ uh, duy trì uh, tức là mình sẽ tìm cách phát huy họ sẽ hỗ trợ để cho mình phát huy nhưng mà thí dụ như trong điều kiện mà thực hiện không tốt á, thì uh, họ cũng phản hồi để và và cũng hỗ trợ cho mình luôn khắc phục tất cả những cái khó khăn để mình có thể là hoàn thành tốt cái công việc uh, cho nên là các bạn thấy là cái tính hệ thống thể hiện ở ba vấn đề một là nó gồm nhiều chỉ tiêu hai là thực hiện theo một chu kỳ nhất định và thứ ba là thực hiện theo một quy trình thống thống nhất bên cạnh cái tính chất hệ thống thì nó còn một tính chất nữa đó là đánh giá chính thức cái tình hình thực hiện công việc thực sự ra là khi mà đánh giá nó có hai dạng một là không chính thức nhưng mà cái không chính thức á là đánh giá hàng ngày Thí dụ như khi em làm một cái việc gì đó ông sếp ông khen em thì đó là đánh giá không chính thức tại vì không có ghi vào biên bản rồi hoặc là em làm một cái điều gì không tốt thì ông sếp ông la em ngay lúc đó à, và ông chỉ cho mình sửa chữa lại nhưng cũng không ghi vào biên bản tuy nhiên cái tính chính thức á là khi mà mình đánh giá theo tháng theo quý hoặc là theo sáu tháng hoặc là theo một năm thì tất cả là đều được ghi vào biên bản hết. Và việc cái đánh giá này phải là công khai ha, công khai. Thứ hai là bằng văn bản chính thức và thứ ba là phải phản hồi đến đối tượng liên quan, tức là thí dụ như mình 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 tự đánh giá, rồi ông sếp của mình là ông đánh giá mình thì phải phản hồi đến đến mình tại sao mình được xếp loại giỏi, tại sao mình được xếp loại khá, tại sao mình được xếp loại trung bình hay là loại yếu kém, vân vân thì uh, cái việc đánh giá đó là trên cơ sở nào chúng ta sẽ so sánh giữa cái mà chúng ta thực hiện với cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã xây dựng ha và cái việc so sánh đó phải nhất thiết phải thảo luận với lại người lao động như vậy cô nhắc lại là đánh giá thực hiện công việc thường được hiểu là đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng tức là cái kết quả thực hiện này nè sẽ được so sánh với tiêu chuẩn xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động thì đó là cái khái niệm về về đánh giá à, thông thường á, là các em biết là khi đánh giá là người ta sẽ à, thường hay là đánh giá trên ba vấn đề một là cái kết quả thực hiện hai là dựa trên cái hành vi và ba là dựa trên bản thân cái người lao động đó để tiến hành đánh, đánh giá à, rồi như vậy là chúng ta đã có cái khái niệm về đánh giá vậy thì cái mục đích của đánh giá là cái gì thứ nhất đây là công cụ phát triển nhân viên cái này thì chúng ta thấy là quá dễ rồi rõ ràng rồi à, tại vì thí à, dụ như trong trường hợp em giỏi thì em sẽ củng cố nhưng mà trong trường hợp mình dở thì mình sẽ cải thiện phải không ạ à? và những cái thành tích mà tốt mà chúng ta đạt được thì chúng ta phải cố gắng duy trì đúng nào và chúng ta cũng sẽ có một cái định hướng nghề nghiệp em nhớ là trong cái phần đào tạo đó, trong giai đoạn thử việc này chúng ta có cái định hướng nghề nghiệp thì cái định cái việc đánh giá sẽ giúp cho chúng ta xác định lại cái mục tiêu nghề nghiệp của mình có ok hay là không a à, xác định nhu cầu đào tạo và tất nhiên đây là cái cơ sở à, về mặt à, hành chính pháp lý để chúng ta trả lương trả thưởng cũng như chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực đúng không à và đối với tổ chức thì nó cũng là cái công cụ để duy trì phát triển tổ chức tại vì nó là cái cơ sở để chúng ta thực hiện tất cả các cái chức năng em nhìn vô đây nè là gần như là thực hiện các chức năng việc đánh giá đầu tiên là nó liên quan đến hoạch định nó liên quan đến việc hoạch, hoạch định nhưng mà các em có biết là tại sao mà mà đánh giá lại lại là cái cơ sở cho việc hoạch định không các em tại sao vậy vì sao tại vì mình đánh giá thì mình mới biết được năng lực của nhân viên nó như thế nào mình phân bổ công việc cho họ rồi ok hoàn toàn chính xác bạn Ngô Ngọc Định là phát biểu chính xác rồi cảm ơn Ngô Ngọc Định nha đỡ đi xuống nhà đi rồi ok à, và như vậy thì à, em nhớ là khi mà mình làm nhân sự là chọn đúng người bố trí và đúng việc và sử dụng đúng thời điểm à, thì cái việc hoạch định của chúng ta đó là dựa trên cơ sở đánh giá thì mình mới biết được là cái nhân sự của mình như thế nào đúng không thì cái việc à, xác định cái nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng rồi chọn ai vào cái vị trí nào thì chúng ta mới làm làm được À, cho nên em thấy là đánh giá nó có liên quan đến nhiều đến vấn đề hoạch hoạch định và đồng thời nó cũng giúp cho mình coi thử coi là cái người thực hiện đó là có cái khiếm khuyết gì về kiến thức và kỹ năng hay hay không để chúng ta tiến hành đào đào tạo đúng nào à và và như vậy là chúng ta em nhớ là khi mà mình học cái bài đào tạo và phát triển đó không thì uh, vấn đề là đào tạo và phát triển chỉ thực hiện trong trường hợp là có cái sự kiếm quyết à, giữa cái yêu cầu thực tế và cái thực tế mà cái người lao động đó họ có à, thì cái đánh giá nó sẽ giúp cho chúng ta làm được việc việc đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta coi thử coi là mục tiêu chúng ta có hoàn thành hay không tại vì mình dựa trên kết quả công việc mà thí dụ mục tiêu mình đưa ra trăm triệu thì có hoàn thành được trăm triệu không không à và trên cơ sở đó thí dụ À, em em có để ý những em đi làm nè, cô cô nói em nghe nè, em có để ý một điều như thế này không? Thí dụ như là sếp giao cho mình cái chỉ tiêu doanh thu mà trong trường hợp mình hoàn thành vượt mức thì em để ý, em có để ý là một thời gian sau á là các sếp giao cái chỉ tiêu cao hơn không các em? Các em có để ý điều đó không? Thí dụ như giao doanh thu 100 triệu mà em thực hiện được 120, 130 gì đó cô đảm bảo với các em thời gian sau là họ sẽ điều chỉnh lên trong hai đó đúng không ạ à? những em đi làm có thấy vậy không các em dạ có à, nó nó là như vậy á thường các sếp là cứ vậy không á. hãy mà mình mình mà làm được á không à, à, nếu mà mình làm không được á thì mình bị mấy ổng la không và mình cái 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 rủi ro mà mình đuổi việc á nó rất là lớn nên ai cũng sợ phải lo cố gắng giá chót là mình phải bằng nhưng mà thường thường á, là mình hay bị dụ là sẽ có thưởng cho nên mình cố gắng mình hoàn thành tốt không? và thậm chí là vượt mức nhưng khi vượt mức rồi cô đảm bảo là cái thời gian sau lại họ điều chỉnh nâng cao cái chỉ tiêu đó liền ngay lập tức không ờ, thì khi mà điều chỉnh lên đó thì thực sự ra là về phía nhân viên của chúng ta đó à, là coi như là chúng ta cũng ngập bồ hòn đúng không là chúng ta cũng phải ráng đúng nào ăn ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày mà cho nên chúng ta đâu có dám tiếng nói tiếng nào đâu bởi bởi vì nói tiếng nào thì uh, ok thì đi chỗ khác làm Đúng không à? và đó là một cái điều mà hiện nay là trong thực tế thực tiễn tại các cái cái doanh nghiệp thường hay xảy ra như như vậy ha à, và tất nhiên là nó cũng củng cố và duy trì phát triển của tổ chức và là giúp cho mình có cái tiêu chuẩn để nghiên cứu một cách hợp lý đúng không ạ à? À, và hồi nãy thì mình nói là đây là cái công cụ là về mặt hành chính pháp lý cho nên là các bạn sẽ thấy là đánh giá nó cũng cung cấp cái tài liệu cho việc quyết định về nguồn nhân lực đúng không? Sử dụng nguồn nhân lực như thế nào thì mình có cái cơ sở muốn đề bạc anh thì nó phải có cái cơ sở đúng nào? À, hay là cô nói đơn giản thôi vui lắm nè cô kể cho em nghe là cái thi đua mà à, bên hệ thống các cái doanh nghiệp nhà nước á đầu tiên á là em lao động tiên tiến đúng không? Nhưng mà em giỏi quá thì bắt đầu lên chiến sĩ thi đua. Uh, cấp cơ sở nhưng mà em phải 3 năm như vậy á thì em mới bắt đầu được đề bạc lên xét chiến sĩ thi đua thành phố rồi uh, rồi khi mà em đạt chiến sĩ thi đua thành phố không à liên tục á thì lúc này á, người ta mới bắt đầu là đề bạc lên là để có uh, giấy khen của ủy ban rồi giấy khen của thủ tướng vân vân nói chung là là coi như là là dựa trên và em chỉ cần hỏng hỏng một 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 năm thôi á là em sẽ mất cho nên người nào mà cố gắng á là coi như họ phải nỗ lực tối đa để có thể tự nhiên nó tạo nên cho em một cái sự gạnh đua và một cái sự uh, uh, gọi là phấn đấu nỗ lực hết mình ha à, nhưng mà cái đó là cô nói là trong điều kiện của chúng ta là hoàn hảo nha chứ còn trong điều kiện là chạy theo thành tích thì em thấy là ôi trời ơi em để ý đi là người nào mà quyền lực chính trị mà lớn thì tự nhiên người đó sẽ được khen rất là nhiều đúng nào bằng khen gì tùm lum hết trơn á Còn cho nên là cái đó nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm đâu nha rồi ok thì đó là mục đích của đào tạo và phát triển à, và từ cái mục đích này thì chúng ta thấy rất là rõ là đối với tổ chức á, thì việc đánh giá nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng tại vì nó giúp cho tổ chức đánh giá được năng lực của người nhân viên ha rồi giữa cái mục tiêu của người nhân viên và tổ và mục tiêu của tổ chức á thì coi như là nó có một cái sự là uh, gọi là uh, kết nối uh, và uh, chúng ta nhất là nếu mà em quản lý theo uh, gọi là quản lý theo mục tiêu á quản trị theo mục tiêu và nếu như đơn vị nào em nào mà hiện nay đang làm á mà cái đánh giá dựa trên cái KPI á thì em sẽ thấy là cái chỉ số KPI đó là doanh nghiệp họ sẽ giao cho em tức là họ họ phải có một sự thống nhất và họ sẽ cam kết làm sao hỗ trợ em để em có thể thực hiện đúng nào và như vậy thì có thể đưa ra quyết định nhân sự đúng đúng đắn và có cái chương trình hỗ trợ cái em nhớ trong cái phần định hướng nghề nghiệp cá nhân á em còn nhớ mà là trong cái phần đào tạo của mình á để định hướng nghề nghiệp cá nhân thì việc đầu tiên á là mình phải xem cái yêu cầu công việc như thế nào. Đúng không? Nhưng mà cái bước thứ hai là chúng ta sẽ là xem xét cái gì các bạn? Trong cái định hướng nghề nghiệp cá nhân ấy nha. thì cái cái đầu tiên á là mình xem cái yêu cầu của công việc. ha. Nhưng mà cái thứ hai là chúng ta xem xét cái gì các bạn? Chúng ta xét cái gì thì chúng ta mới có cơ sở đưa ra cái chương trình hỗ trợ để nâng cao chất lượng bạn nào biết là vui lòng giơ tay ạ à. các bạn nào nhớ không mới học hôm bữa bài rồi cô mời nguyễn ngọc thanh phương của em này chính chị thưa cô là phải tìm hiểu năng khiếu và nguyện vọng cá nhân của nhân viên đó rồi chính xác tìm hiểu năng khiếu và nguyện vọng của nhân viên đó như thế nào thì sẽ so sánh giữa cái yêu cầu nguyện vọng và cái năng khiếu của người lao động thì trên cơ sở đó mới có thể đưa ra cái chương trình hỗ trợ tư vấn về vấn đề nghề nghiệp coi anh nên như thế nào đúng không nào có thể là anh đi học có thể là anh sẽ được luân chuyển cũng có thể là anh sẽ uh, anh anh uh, anh sẽ được tư vấn về mặt nghề nghiệp vân vân ha à, thì đó là cái uh, cái tất cả những cái việc đó đều dựa trên đánh giá thực hiện công việc nhưng mà đối với cá nhân đối với cá nhân mình bây giờ cô muốn hỏi các em nè theo các em á không à theo các em em có để ý mấy hôm nay á là trên mạng á là họ nói rất là nhiều về vấn đề tổ chức thi tốt nghiệp không em tổ chức thi tú tài á em có em có đọc những cái thông tin đó không à và có người á thì uh, ủng hộ cái việc đi thi. Có người thì thấy là tình hình dịch bệnh lây lan dữ quá, cho nên là đề nghị là thôi khỏi khỏi thi, không ạ à? à tức là không có cần thi, đúng không? Rồi, ok. À, vậy thì giữa cái thi với không thi tất nhiên là nó mình phải phân tích nhiều vấn đề à, và tại sao mà ông bộ giáo dục ổn vẫn quyết định là là thi? Nhưng mà bây giờ cô muốn hỏi các em là ngay cả như các em đang học nè không, đang học ở trong trường nè và đang 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 à, thực hiện để đúng cái tiến độ đào tạo quản trị nhà hàng khách sạn nè. Thì em nghĩ sao nếu như chúng ta không có kiểm tra và chúng ta không thi các em? Rồi, cô mời Ngô Ngọc Định. Dạ thưa cô, nếu mà mình không có thi cái kỳ thi đó thì cái kết quả của mình để xét tuyển vào các trường đại học hay là các công ty đó nó sẽ là cái kết quả ảo đúng rồi, ok chắc chắn một điều là kết quả ảo đúng nào và lúc đó thì chúng ta không có phân biệt được là ai là người thực sự giỏi ai là người thực sự dở đúng chưa ạ à, tại vì nếu như mà chúng ta nói là căn cứ vào cái kết quả lúc mà trong quá trình các em học phổ thông nhưng mà em biết là giữa cái kết quả của học phổ thông tức là trong lớp của các em á và cái kết quả mà em đi thi á thiệt ra là nó khác nhau một trời một vực luôn á nó không có giống nhau đâu không à, tại vì trong trong quá trình mà chúng ta học ở tại lớp thì chúng ta được nhiều sự hỗ trợ lắm đúng nào nhưng mà khi mà chúng ta thi á khi chúng ta thi á, là coi như là đó là một cái thách thức và bắt buộc chúng ta phải vượt qua tất nhiên cái việc thi là nó chỉ là ngẫu nhiên ở một vài vấn đề trong cái chương trình học của các em thôi nhưng mà nó cũng sẽ đánh giá là thực tế là em có nắm chắc cái 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 chương trình đó hay không cho nên bây giờ em thấy là em nhớ bùi kiệm hay nói là thà hỏng thi còn hơn thi hỏng á không tức là học mà đừng đi thi Chứ đi thi rồi học á, cũng mệt lắm và ông bùa kiểm nó thôi ông thích thà hỏng thi hơn thi hỏng nhưng mà nếu như mà chúng ta không đánh giá đó thì cuối cùng là thí dụ như là cuối cùng rồi định nè rồi phương nè là cô sẽ đánh giá ngang nhau đúng nào rồi hay là trọng là gì đó là cô sẽ đánh giá ngang nhau mà cô không biết là người nào là người giỏi thực sự giỏi và người nào là người thực sự dở mà ngay cả bản thân các em cũng vậy các em cũng sẽ không biết rõ là thì ra thế mạnh của mình là cái gì mà cái những cái phần mà mình yếu kém là cái gì để mình cải cải thiện đúng không? cho nên đánh giá đối với cá nhân thực sự ra là không biết các em sao chứ Cô đi học hồi đó cô đi học là mỗi lần thi á là cô thấy vui lắm nhất là vui là khi mà mình thi mà mình làm bài được á. Trời ơi nó vui gì đâu luôn á. Nó vui còn hơn là ai cho mình tiền luôn á. Không biết là các em có cái cảm giác đó không. Nhưng mà hồi đó là cô thấy thi vui chứ đi thi vui hồi hộp rồi này kia rồi lo lắng. Cái đến chừng mình làm bài được rồi cái kết quả mình cao. Trời ơi. Trời ơi nó vui nó sướng cái gì đâu luôn á không nhưng mà nếu thí dụ như mình làm một cái bài đó mà mình làm không có được trời ơi tôi nói hả là về có khi là nằm khóc thầm trong đêm đúng không Các em có công nhận như vậy không ạ à? À, cho nên là cái khi mà mình đi làm á nếu mà không đánh giá là coi như cào bằng rồi ha rồi cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ biết được mục tiêu và yêu cầu sắp tới của chúng ta nó như thế nào, cần phải có sự thay đổi như thế nào. Và bản thân chúng ta thậm chí có thể là đề nghị một cái việc cải thiện về cái điều kiện làm việc, làm sao để có thể là làm việc tốt nhất. Không? Và ở bên đây có chương trình hỗ trợ thì ở bên đây chứng tỏ là chúng ta sẽ được cố vấn về vấn đề đào tạo nè, đúng không ạ? À, hướng nghiệp để nâng cao cái hiệu quả công việc lên thì đó là cái nội dung thứ hai tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc rồi ok à, trên cơ sở đánh giá cái việc thực hiện công việc như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái nội dung cuối cùng à, đó là quy trình đánh giá quy trình đánh giá thực hiện công việc của người lao động và đây là cái sơ đồ nếu như em nhìn vào sơ đồ này thì à, các em có thể cho cô biết là quy trình đánh giá của chúng ta sẽ gồm bao nhiêu bước ạ. À? Rồi, cô mời Sang thì Diễm hàng. Dạ thưa cô là quy trình đánh giá của mình có 6 bước ạ. À. Rồi, em hãy nêu 6 bước đó dùng cô ạ. À. À, đọc hết luôn cô. Ừ, rồi. À, dạ bước 1 là thiết lập tiêu chuẩn đánh giá bước hai là okay. lựa chọn phương pháp đánh giá đúng rồi bước 3 là lựa chọn và huấn luyện kỹ năng đánh giá rồi bước bốn là đưa ra tiêu chí và nội dung phạm vi đánh giá rồi bước okay. là thực hiện đánh giá bước rồi bước 6 là thảo luận cam kết đánh giá <laughs> vậy thì cái điều chỉnh và công bố này nằm ở đâu cô biết à, là không, tới không đây nha Cô, cô biết tới đây là em bắt đầu là em hơi khựng lại là tại đó, vì, cô, vì em, cô, là... em ừ. rồi. bước năm là thực hiện đánh giá và thảo luận kết quả đánh giá luôn rồi và bước sáu mới tới điều chỉnh và công bố kết quả với viên à. <laughs> rồi ok ừ. nhưng mà thực sự ra là cái bước 6 là tại vì cái này là thực hiện việc đánh giá Ha, thực hiện việc đánh giá có nghĩa là chúng ta sẽ so sánh giữa cái kết quả với cái tiêu chuẩn mà chúng ta bật, bật ra lúc đầu nè Không. rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận và khi chúng ta thảo luận á, là à, nếu như có gì sai sót là mình điều chỉnh và mình công bố liền nha Ok tức là thí dụ có người nâng lên có người hạ xuống được gì đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh và và công bố liền liền nha các em nên thiệt ra là cái bước 6 là gồm có hai hai cái ô này nè thực hiện cùng một lúc luôn nè rồi ok cảm ơn uh, diễm hằng nha rồi vậy thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên ha thiết lập cái tiêu chuẩn đánh giá thì khi mà mình thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thì các em nhớ là mình sẽ dựa trên cái bản hệ thống thông tin mà thông tin của chúng ta đó chính là bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Vậy thì bây giờ cô đang muốn hỏi em là để có được bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc á, thì mình cần dựa vào cái gì để mình có được rồi mơ diễm hàng? Dạ thưa cô là em nghĩ là mình thấy phân tích cái công việc đó trước đó cô rồi đúng rồi là chúng ta sẽ dựa vào phân tích công việc nha à, chúng ta phải tiến hành phân tích công việc à, để chúng ta có thể là có được cái 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 nội dung của bản mô tả công việc thì trong bản các em còn nhớ cái nội dung của bản mô tả công việc là gồm có những cái nội dung gì không các em có ai còn nhớ cái nội dung của bản mô tả công việc là gồm những nội dung gì không hả Rồi cô mời uh, Nguyễn Ngọc Thanh Phương. Có 7 nội dung đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, yeah, 7 nội dung đó là nhiệm vụ, chức năng, đúng. quyền hạn, trách nhiệm mối quan hệ trong công việc, điều kiện làm đúng. việc và tiêu chuẩn đánh giá. Nhân Trời nhiên. ơi, thuộc lòng luôn. <laughs> thuộc lòng luôn. Rồi, chính xác. Rồi, ok. Vậy còn nội dung của bản tiêu chuẩn công việc là gì ạ? Xin mời một bạn khác nha. Xin mời một bạn khác. <laughs> Nội dung của bản tiêu chuẩn công việc là gì ạ? Khi mà nói đời ok, cô mời Lâm Ngọc không? Dạ thưa cô là bạn mô tả công việc là một cái văn bản để mô tả những cái công việc mà người được tuyển dụng còn phải làm đó cô. À, không, bây giờ là cô đang cô đang nói về bản tiêu chuẩn công việc em. Tại vì thí dụ như là bản mô tả công việc á là hồi nãy là bạn Phương á, là có nói là gồm có bảy nội dung, nhiệm vụ chức năng, quyền hạn trách nhiệm, mối quan hệ trong công tác, điều kiện làm việc và cuối cùng đó là tiêu chuẩn thực hiện kết quả công việc. Nhưng mà cái văn bản thứ hai mình phải hoàn thành trong quá trình mình phân tích công việc đó là bản tiêu chuẩn công việc thì nếu như bản mô tả công việc đó nó có liên quan đến công việc thì bản tiêu chuẩn công việc nó lại có liên quan đến người thực hiện công việc vậy thì uh, trong cái bản này nó sẽ quy định cái gì rồi mời trương thị cẩm hương dạ thưa cô trong bản này nó sẽ quy định về trình độ văn hóa chuyên môn kỹ thuật kinh nghiệm làm việc các kỹ năng có liên quan đến công việc uh, cái thứ hai là uh, tuổi đời giới tính sức khỏe và điều kiện hoàn cảnh của bản thân cái cuối cùng là các đặc điểm cá nhân có liên quan đến thực hiện công việc. Trời ơi, hoàn toàn chính xác chứng tỏ là ghi bài đầy đủ nè, ghi không thiếu cái gì luôn. Rồi, hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn Cẩm Hương nha. À, cho nên là bên cái bảng mô tả công việc đó là what, what ha, when, where, how, why. Còn trong cái bảng tiêu chuẩn công việc đó là who, đúng không thì khi thiết lập là mình phải dựa trên những cái văn bản đó thì mình mới có thể là đưa ra cái hệ thống đánh giá và như hồi nãy là cô đã nói với các em là hệ thống đánh giá của mình là thường nó sẽ đánh giá dựa trên cái gì thứ nhất là đánh giá dựa trên cái kết quả công việc thứ hai là đánh giá dựa trên cái hành vi thực hiện và thứ ba đánh giá dựa trên cái người thực hiện nó như thế nào tức là cái bản chất của cái người mà thực hiện công việc như thế nào ha thì ở đây chúng ta đã dựa trên công việc chúng ta đã dựa trên cái yêu cầu về cái kiến thức kỹ năng thì trên cơ sở đó cái hệ thống đánh giá của chúng ta là chúng ta phải đưa ra các tiêu chuẩn rồi cái cách đo lường rồi cái thông tin phản hồi giữa cái người quản lý và người lao động ha và đặc biệt là mình phải chuẩn bị những cái biểu mẫu đánh giá. Nhưng khi em khi em đánh giá đó thì nó phải đảm bảo được năm cái yêu cầu cái yêu cầu đầu tiên là yêu cầu à, nó thể hiện cái tính phù hợp theo em phù hợp cái này là phù hợp cái gì vậy cái tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra nó phải phù hợp với cái gì các em hả tiêu chuẩn chúng ta đặt ra nó phải phù hợp với cái gì ạ theo các em Hồi nãy là chúng ta ở bên đây nha. Là mình thiết lập hệ thống đánh giá là mình phải dựa trên bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc, đúng không? À, và cái hệ thống đánh giá của chúng ta đó nó phải đảm bảo tính phù hợp rồi cô mời Ngô Ngọc Định. Rồi cô mời em. Theo em là phù hợp cái gì, phù hợp với cái gì đây? Theo cô là phù hợp với cái yếu tố đưa ở trong bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc đưa ra Đúng rồi, ok, chính xác. Hay nói khác hơn á, là phải phù hợp với cái mục tiêu của chúng ta và như vậy nó phải có liên kết chặt chẽ với các cái yếu tố trong bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công công việc. Ha, nó phải phù hợp chứ nếu không là em đưa ra cao quá hoặc là em đưa ra thấp quá thì nó không được rồi cái thứ hai là nó phải có tính tin cậy thì tính tin cậy là như thế này nè là nó phải có sự nhất quán À, nó sẽ phải có có sự đồng nhất, có sự nhất quán, có nghĩa là cái tiêu chí mà mình đưa ra để đánh giá thì hai người khác nhau đánh giá cùng một người nó phải có kết quả khác nhau. Các em hiểu không? thí dụ như bây giờ là à, cô với thầy định là cùng nhau đánh giá em à, Ngọc Định là Thanh Phương, Diễm Hằng, à, Ngọc Hân với Cổng Hương, à, thì thầy định là và cô là đánh giá độc lập và dựa trên cái hệ thống đánh giá mà thầy và cô đã xây dựng thì cái kết quả đưa ra đó là dựa trên những cái tiêu chuẩn mà trong cái hệ thống đánh giá để đánh giá các em đó, thì cái kết quả nó phải giống nhau nếu nó có chênh lệch thì nó chỉ chênh lệch một chút xíu thôi à, nó cũng giống như em tưởng tượng giống như là em có thấy đi thi là có hai hai giám khảo chấm bài của các em đúng không? Mà em biết không hai giám khảo đó dựa trên cái thang điểm đó, cái bar em điểm á là coi như là tụi tôi phải chấm như thế nào á, chấm chấm độc lập nha, nhưng cái kết quả là nó phải khớp. Và nó chỉ được quyền trên lệch là nửa điểm thôi chứ còn nếu mà trên lệch là uh, trên nửa điểm là phải ngồi là thống nhất lại để điều chỉnh làm sao để không có sự trên lệch. Mà nếu như vẫn bảo lưu kết quả đó thì bắt buộc tụi tôi phải làm bạn giải trình không ờ, phải làm bạn giải trình cho nên cứ mỗi lần thí dụ như thi tú tài vậy nè các em mà đi đi mà được gọi mà đi chấm thi đó là cô nói là rất là mệt mỏi thí dụ như những cái bài bây giờ là làm trách nghiệm rồi nó chấm trên máy nó cũng đỡ chứ còn có những cái bài là bắt buộc là phải thí uh, dụ như bây giờ em làm văn đi làm văn là phải ngồi chấm rồi thì hai người ngồi chấm thì dựa trên cái ba rem là phải có kết quả nó khớp với nhau không thì như vậy cái độ tin cậy tức là cái ba rem điểm đó nó có độ tin cậy cao hay nó khác hơn là nó phải đảm bảo sự nhất quán khi chúng ta đánh giá rồi đó là cái cái yêu cầu thứ hai cái yêu cầu thứ ba đó là tính thực tiễn tính thực tiễn thì tính thực tiễn là em có thể hiểu là gì nó phải mang tính thực tế chúng ta không đưa ra cao quá không đưa ra là thấp quá hay nó khác hơn á là cái hệ thống đánh giá của mình á, nghe cho kỹ nha nó phải đơn giản dễ hiểu dễ sử dụng và dễ quản lý nha cái tính thực tiễn nè nó thể hiện ở chỗ là cái hệ thống đánh giá của mình cái tiêu chuẩn của mình đưa ra nó phải đơn giản con à dễ hiểu dễ quản lý và dễ sử sử dụng thì như vậy nó mới thể hiện cái tính thực thực tiễn rồi cái thứ tư là tính được chấp nhận có nghĩa là những tiêu chí đưa ra phải được sự ủng hộ của tất cả mọi người cái giờ em đưa ra cái tiêu chí cao quá thì nó lại không được sự ủng hộ có nghĩa là chúng ta không được chấp chấp nhận thì cái cái hệ thống đó nó trở thành vô vô nghĩa và cái tính chất cuối cùng cái yêu cầu cuối cùng nhạy cảm các em có công nhận với cô một một điều không ạ à? À, là khi mà đánh giá uh, giữa hai con người khác nhau không hai con người khác nhau thí dụ như đánh giá em với bạn em nhưng mà thí dụ như là uh, mình thấy cái người bạn đó cũng không hơn mình nhiều nha OK, thực tế không có hơn mình nhiều nhưng mà khi đánh giá thì lại được nâng lên một bậc rất là cao thí dụ đánh giá bạn đó là xuất sắc còn em thì lại đánh giá là ở loại khá không à thí dụ giỏi và khá thì không nói làm gì nhưng mà bây giờ nâng lên xuất sắc còn em khá thì tự nhiên em sẽ cảm thấy là em khó chịu về mặt tâm lý là bao giờ cũng vậy đánh giá mà không chính xác là chúng ta cảm thấy khó chịu lắm cho nên á cái tính nhạy cảm này nó sẽ thể hiện ở chỗ là cái việc cái tiêu chuẩn mình đưa ra nó phải rõ ràng minh bạch và nó giúp cho chúng ta đánh giá một cách chính xác giữa người này và người người kia, không ạ? À? À, chứ nếu không á là nó đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Tại vì khen thưởng mà không ạ à. À, Rồi em thấy là khen á, thì lúc nào mình cũng vui nhưng mà nếu mà bị chê là lúc nào là mình cũng buồn ai mà nói bị chê à, không buồn á, thì tôi cho rằng là nó nó hơi bị xạo á. chê là buồn rồi chắc chắn là buồn rồi không có thể nào mà không buồn nhưng mà chúng ta vượt qua nỗi buồn đó bằng cách là gì chúng ta phải à, làm lại để cho tất cả của chúng ta nó 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 đều tốt đúng nào như vậy thì ở đây cô nhắc lại một lần nữa cô nói tóm tắt lại năm cái yêu cầu của hệ thống đánh giá của chúng ta tính phù hợp à, là nó phải phù hợp với mục tiêu và nó phải gắn kết với tất cả các cái yếu tố trong cái bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc thứ hai tính tinh cậy tức là nó phải có sự đồng nhất và nhất quán giữa các cái tiêu chuẩn đánh giá à, và việc đánh giá à, nó phải là hoàn toàn là hai người khác nhau đánh giá cùng một con người thì nó phải hoàn toàn cho chúng ta kết quả gần như là như nhau Tính thực tiễn thể hiện là hệ thống đánh giá của chúng ta nó phải đơn giản dễ hiểu, dễ sử dụng, dễ quản lý. Tính được chấp nhận là cái hệ thống đánh giá của chúng ta phải được sự ủng hộ của tất cả mọi người, từ cấp quản lý cho đến nhân viên. Và tính nhạy cảm là cái tiêu chí mà tiêu chuẩn chúng ta đưa ra nó phải rõ ràng, minh bạch và nó phải đảm bảo sự phân loại rất là rạch ròi giữa các cái 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 loại khi chúng ta đánh giá à thì đó là năm tính chất của năm cái yêu cầu của hệ thống đánh đánh giá thì trên cơ sở năm cái yêu cầu này thì các em sẽ thấy là khi mà đánh giá đó, con à, à khi mà chúng ta xây dựng tiêu chuẩn á, không? xây dựng tiêu chuẩn thì à, cái tiêu chuẩn này một lần nữa là cô nhắc lại là thường nó sẽ tiêu chuẩn đánh giá nó sẽ dựa trên cái kết quả thực hiện công việc cái thứ hai là nó dựa trên hành vi thái độ thực hiện công việc và thực tế nó còn có một cái tiêu chuẩn thứ ba đó là dựa trên bản thân cái người thực hiện công việc nữa nha các em. tức là dựa trên bản thân cái người thực hiện công việc nữa nha ok à, thì hiện nay cái tiêu chuẩn này á là khi xây dựng nó sẽ trên hai cái có hai cách cách thứ nhất đó là chỉ đạo tập trung và cách thứ hai đó là thảo luận dân chủ vậy các em có thể là cho cô biết là theo em cái tiêu chuẩn á, mà được xây dựng dựa trên cái phương pháp chỉ đạo tập trung chỉ đạo tập trung là sao không các em các em hiểu cái này nó như thế nào như thế nào là chỉ đạo tập trung à các bạn nào có ý kiến vấn đề này không em thấy là khi mà rồi cô mời ngô ngọc định cô theo em chị đạo tập trung là giống như mình mở ra một cuộc họp mà có nhiều người để mình hướng dẫn đó, mình đánh giá mở ra cuộc họp và có nhiều người tham dự để mà mình đánh giá à, ở đây là chúng ta đang nói cái quá trình xây dựng tiêu chuẩn nghe mình đưa ra tiêu chuẩn á thì khi mà mình đưa ra cái tiêu chuẩn này có hai cách một là dựa trên sự chỉ đạo tập trung cái thứ hai là cái tiêu chuẩn này dựa trên cái quá trình thảo luận dân chủ. Thì bây giờ là em hiểu cái chỉ đạo, các em hiểu cái chỉ đạo tập trung là sao? Dạ thưa cô, giống như là mình đưa ra một cái bản thông báo ạ. Dạ, rồi, ok. Đưa ra bản thông báo, rồi sao nữa định? Dạ, thông báo tới những bộ phận có liên quan làm theo cái thông báo đó rồi cảm ơn cô mời võ thành trọng cô em nghĩ chỉ đạo tập trung là một người đó tự quyết định đó cô không có nghe thấy bất kỳ ai mà tự quyết định làm cái công việc đó luôn chỉ ban hành cho người ta làm thôi rồi hoàn toàn chính xác à, à định ơi bạn trọng là nói đúng rồi đó à, chỉ đạo tập trung là thường là các sếp còn cái người mà chỉ đạo này chắc chắn là sếp của mình rồi Còn là những cái sếp cao cấp của mình sếp quản lý mình rồi nhưng mà tập trung có nghĩa là một mình ông chỉ đạo ông không lắng nghe bất kỳ người nào hết và khi mà ông thí dụ ông áp đặt các cái tiêu chuẩn á, và ông bắt là từ trên xuống dưới là phải nghe theo những cái tiêu chuẩn đó tức là có một sự áp đặt về tiêu chuẩn thì cái đó nó gọi là chỉ đạo tập tập trung. Nhưng mà các em thấy là chỉ đạo tập trung nếu mà làm như vậy á, thì thường cái phong cách lãnh đạo á các em nhớ ở bên quản trị học Đó là phong cách nào các em? Là phong cách lãnh đạo độc đoán hay dân chủ hay tự do các em ơi. Rồi cô Để mời đọc mời... đoán Rồi cô mời Nguyễn Thị Thúy Hiền. Dạ cô ừ nó là phong cách lãnh đạo nào em dạ yeah. đó là phong cách lãnh đạo độc tài à độc đoán con à chứ à, và cái người cái người chỉ huy đó là họ sẽ là à, độc tài đúng chưa À, thì uh, rõ ràng là nếu như mà uh, chỉ đạo tập trung như vậy uh, là có một người xây dựng rồi áp đặt chúng ta thực hiện uh, thì chắc chắn uh, là nó có những cái điều không hay cho nên hiện nay uh, là người ta sẽ dựa trên cái thứ hai đó là thảo luận dân chủ vì các em hiểu cái tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở thảo luận dân chủ là như thế nào rồi cô mời thúy hiền luôn dạ cô em nghĩ là thảo luận dân chủ là kiểu như là từng người từng người một sẽ đưa ra ý kiến của mình á xong rồi sẽ thống nhất lại với nhau rồi sẽ thực hiện nên được một cái hệ thống đánh giá của rồi ok à, các bạn sẽ thấy là nếu như cái chỉ đạo tập trung là do cái phong cách lãnh đạo độc đoán thì cái thảo luận dân chủ lại dựa trên cái phong cách lãnh đạo dân chủ tức là chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của nhân viên cấp dưới của tất cả mọi người và chúng ta sẽ thảo luận xây dựng các cái tiêu chuẩn đó đúng nào và sau đó chúng ta sẽ tổng hợp lại để chúng ta ra cái quyết định cuối cùng tiêu chuẩn nào sẽ được áp áp dụng à, thì hiện nay á, là người ta sẽ nghiêng về cái thảo luận dân chủ nhiều hơn tuy nhiên em cũng biết rồi thiệt ra là nó cũng tùy từng trường hợp tại vì có những cái trường hợp là cái tiêu chuẩn cũng bắt buộc là chỉ đạo tập trung ha à, tức là trong cái điều kiện là cái thí dụ như là cái dân trí của người lao động á, mà nó không có cao hoặc là thí dụ nó hơi lộn xộn á, thì bắt buộc là em phải chỉ đạo tập trung và em bắt buộc là phải làm chứ không có ý kiến ý cò gì hết ha thì cái đó chúng ta thấy là tùy theo từng trường hợp nhưng mà hiện nay thì người ta nghiêng về cái thảo luận dân chủ nhiều nhiều hơn à, và như hồi nãy cô đã nói là cái tiêu chuẩn này tiêu chuẩn đánh giá này có thể đánh giá trên hành vi thái độ có thể đánh giá trên kết quả hoặc thậm chí là đánh giá trên bản thân của cái người lao động nhưng tất nhiên tất cả những cái tiêu chuẩn này nó đều nhắm đến cái mục tiêu nhắm đến cái mục tiêu thì cô cũng giới thiệu với các em là hai cái um, hai cái thuật ngữ mà hiện nay mình nghe rất là nhiều. Cái thuật ngữ đầu tiên đó là KPI. À thực ra để làm được cái KPI này thì bắt buộc là em phải quản trị mục tiêu à, và em sẽ giao cái mục tiêu từ cái mục tiêu của toàn công ty. Chúng ta có mục tiêu của từng bộ phận tức là KPI của toàn công ty rồi KPI KPI là cái từ viết tắt của Key Performance Indicator, tiêu chí đánh giá chính, á, hay là chúng ta gọi là cái chỉ tiêu đánh giá trọng yếu, á, các em, không ạ? À, thì chúng ta sẽ có cái KPI của toàn công ty, xong sau đó từng bộ phận, rồi từng bộ phận là chúng ta lại có là từng cả cá nhân. Và đây chúng ta có một cái khái niệm như thế này nè, à, đây là hệ thống chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức. À tức là từ cái cấp cao nhất á, thành mục tiêu rõ ràng cụ thể à, cho phép gắn kết các hoạt động của người lao động với định hướng chiến lược của của tổ chức tức là chúng ta sẽ từ trên và chúng ta phân phân bổ xuống dưới à, để thực hiện và cô thấy hiện nay hình như là các cái hệ thống um, siêu thị đó à, hệ thống siêu thị mà 24 mươi bốn trên là khi mà nó trả lương các em là đều dựa trên cái kpi này hết tại vì thỉnh thoảng có một vài học trò là làm ở sức còn k hoặc là làm ở cái gì những những cái siêu thị tiện tiện lợi những cái cửa hàng tiện lợi đó các em Đúng không ạ à? thì có nhiều em là nhắn tin cho tôi ồ lương, lương tháng này của con cao tại vì con hoàn thành vượt mức cái chỉ tiêu kpi không à? À, tức là các bạn đó là được trả lương dựa trên cái kpi nhưng để làm cái kpi này thì cô muốn giới thiệu với các bạn cái uh, cái thuật ngữ thứ hai đó là cái bảng điểm cân bằng balance scorecard thì uh, cái bảng điểm này người ta sẽ đánh giá dựa trên bốn yếu tố một là khách hàng à, coi khách hàng có thỏa mãn không mà khách hàng thỏa mãn thì thường họ sẽ trung thành đúng nào và khách hàng mà Trung Thành á thì uh, hiện nay thì em có biết là trong vấn đề marketing á tức là giới thiệu những cái uh, sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ của chúng ta đó là em có biết là hiện nay nó có một cái cách marketing rất là hay mà nó cũng thậm chí là người ta đánh giá là cực kỳ hữu hiệu á mà lại tiết kiệm chi phí nữa là uh, là kiểu marketing nào các em có nhớ không ạ? Rồi cô mời Thúy Hiền Dạ cô, marketing truyền miệng đó cô Đúng rồi, đó là marketing of mouth Truyền miệng một truyền 10, 10 truyền 100, 100 trăm, trăm, truyền ngàn đúng không? À, và cái đó nó tiết kiệm được cái chi phí rất là nhiều nhưng mà nó cực kỳ hữu hiệu. Em có công nhận là mình cứ rỉ tay nhau trời ơi, cái nguy hiểm là rỉ tay nhau nó nó còn kinh khủng hơn là mình áp dụng cái cái promotion ha những cái quảng cáo hay là PR đời này kia đúng nào? Thì À, như vậy là chúng ta sẽ phải đánh giá về cái mảng khách hàng của chúng ta như thế nào. Cái thứ hai là chúng ta phải đánh giá về cái mảng tài chính. Tài chính thì em học quản trị tài chính rồi, ha, em học tài chính rồi thì nó có nhiều chỉ tiêu để chúng ta đo lường về vấn đề tài chính. Nhưng ở đây á là chủ yếu là chúng ta sẽ dựa trên doanh thu nè, doanh số bán nè và lợi nhuận. Và cái em còn nhớ là giữa doanh thu và doanh số bán nó khác nhau làm sao không các em? à, ai có thể cho cô biết sự khác biệt giữa rồi cô mời võ thành trọng dạ thưa cô em doanh thu là số tiền mình thu về còn doanh số bán là cái số mình bán ra cô rồi chính xác vậy để tính lợi nhuận mình tính làm sao em dạ cô lợi nhuận là mình lấy uh, doanh thu trừ cho chi phí rồi vậy làm cách nào để có thể tăng lợi nhuận có là tăng lợi nhuận thì mình giảm chi phí xuống thì lợi nhuận tăng lên cô rồi giảm chi phí hoặc là mình vừa tăng cái cố gắng là số lượng bán được nhiều hơn tăng cái doanh thu và đồng thời là giảm được cái chi phí đúng không ạ à? À, thì như vậy là cái lợi nhuận của chúng ta sẽ sẽ tăng lên đó là cái mảng thứ thứ hai mảng thứ ba là cái mảng học hỏi và phát triển tức là bây giờ cái đơn vị của mình cái kỹ năng thực hiện công việc nó có tốt hay không. Nếu mà kỹ năng thực hiện công việc tốt á thì các bạn thấy rất là rất là rõ là nó sẽ giúp cho chúng ta là phát triển, đúng không? Giúp cho chúng ta phát triển rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà cái kỹ năng thực hiện mà nó không có khéo á thì các bạn thấy là có khi nó lại gây ra những cái problem không rất là đáng tiếc, không đáng có ha à, à, cho nên tại sao mà ông Bill Gates ông nói là tôi giàu nhờ tôi sử dụng những người giỏi hơn tôi tức là những người đó có kỹ năng rất là tốt và họ có thể đem lại một cái lợi nhuận à, à, cho cho công ty của ông cho nên khi mà sinh viên mình hỏi là tại sao ông giàu thì ông cười và ông trả lời là tại vì tôi sử dụng những người giỏi hơn tôi vậy thôi đúng nào À, nhưng mà các bạn thấy là về mặt tâm lý á, trời ơi nếu mà mình lên làm sếp mà lính của mình mà nó giỏi hơn mình á, là mình rất là ngại đúng không các em à, là, thường á, là các sếp không có thích mà lính giỏi hơn mình đâu Phải không à cho nên cái này cũng chia sẻ luôn mai mốt mà nếu như em nhỡ mà em gặp một cái người sếp á, mà có hạn chế về mặt kiến thức kỹ năng hoặc là tư duy quản lý như thế nào á thì em nhớ nha là em lâu lâu á, mình cũng phải giả ngu một cái nha chứ còn nếu như lúc nào em cũng thể hiện em giỏi hơn là tôi đảm bảo là chẳng mấy chốc là em bị một giá tốc hành đi luôn á, là em ráng chịu đó nha cái này là thực tế của vấn đề nhân sự phải không ạ à? rồi một phần nữa đó là quản lý quá trình nội bộ quản lý quá trình nội bộ thì người ta sẽ căn cứ vào những cái sáng kiến cải tiến, căn cứ vào cái sản phẩm dịch vụ mới có hay không. Rồi cái hoạt động khách hàng nó như thế nào, à, cái bộ phận mà customer care nó như thế nào. Và các bạn thấy là lần lần đầu tiên cô phải nói như thế này này là thí dụ như những người mà có thu nhập thấp thì có bao giờ mà nghĩ đến chuyện là mình có thể ăn ăn những cái món ăn mà của một cái nhà hàng khách sạn 4 sao 5 sao làm đâu nhưng mà bây giờ trong cái quá trình trong cái quá trình mà mà dịch bệnh như thế này thì bây giờ các nhà hàng 5 sao 4 sao họ phải nghỉ và một trong những cái cách mà họ nghĩ là gì là họ bắt đầu bán online và các cái món ăn em có thể order những cái nhà hàng đó và tất nhiên là cái chi phí nó sẽ giảm là tại vì nó không có mặt bằng đúng không? À, nó lúc này chi phí nó sẽ giảm rất là nhiều, không Mà giảm như vậy thì khách mới ăn chứ. Còn nếu như mà đưa ra cái chi phí cao quá thì khách cũng đâu có có ăn được. Thì đó cũng là một cái cách người ta cải tiến cái cái dịch vụ đúng không? À? Để làm gì? Để có thể là tăng được cái doanh thu và giúp cho họ có thể là tồn tại được, không Thì bốn bốn cái bộ phận này, bốn bộ phận này thì mỗi một bộ phận sẽ có một cái chỉ uh, số à, hay nói khác hơn là có một cái tỷ lệ nhất định nhưng mà các bạn sẽ thấy rất là rõ là cái này nó gọi là balance scorecard cho nên cái tỷ lệ cái tổng tỷ lệ của bốn bộ phận này mà chúng ta cộng lại á, thì theo em nó phải bằng bao nhiêu phần trăm bằng bao nhiêu phần trăm các em theo các em tức là mỗi một anh khi tôi phân tích nè thì nó sẽ có một cái tỷ lệ phải không ạ à? trong cái bảng điểm và tôi đảm bảo cái sự cân bằng giữa các cái bộ phận này với nhau đúng không à vậy thì theo em là cái cái tổng chỉ số của chúng ta nó phải là bao nhiêu ạ trăm phần trăm ờ trăm phần trăm rồi cảm ơn nha uh, yeah. ok nó là một trăm phần trăm ngô ngọc định chắc cũng muốn trả lên trăm phần trăm phải không định ơi dạ yeah dạ yeah. <laughs> rồi ok thì uh, đó là cái uh, uh, cô giới thiệu bạn hai cái thuật ngữ mà nó mới uh, với với mình thực ra là cũ với người ta nhưng mà với mình đó, thì uh, coi như là mới ha à, thì trên cái cơ sở hệ thống đánh giá đó mình sẽ làm tiếp cái công việc tiếp theo là khi đánh giá đó thì mình phải dựa trên cái mục tiêu, mình phải đảm bảo tiêu chí đánh giá nhân viên là mình phải dựa trên cái mục tiêu nè, mình phải đảm bảo tính chính xác nè, việc đánh giá phải thường xuyên và liên tục và chúng ta phải đảm bảo theo một chu kỳ nhất định có nghĩa là theo một cái thời gian nhất định ha. Đây là bốn vấn đề mà bắt buộc là chúng ta phải phải thực hiện. Và như vậy thì tôi sẽ sử dụng những phương pháp gì? Thì ở đây À, bước thứ hai của chúng ta đó là lựa chọn phương pháp đánh giá thì hiện nay á, là nó có 8 cái phương pháp đánh giá nhưng trong 8 phương pháp đánh giá này thì cô chỉ giới thiệu 4 thôi tức là bốn phương pháp mà thực hiện được phổ biến á, thì cô giới thiệu với các em còn những cái phương pháp mà nó không có phổ biến á thì cô chỉ giới thiệu qua thôi thì như vậy chúng ta có chấm điểm nè chấm điểm nha rồi ok à, so sánh cặp ha à, so sánh cặp rồi quản trị mục tiêu và quan sát hành vi thì ngành mình là sử dụng nhiều nhất cô nhắc lại nha chấm điểm so sánh cặp quản trị mục tiêu và quan sát hành vi là cái ngành mình là thực hiện nhiều nhiều nhất à, và bây giờ thì cô sẽ nói sơ những cái phương pháp kia cho em có một cái hình dung những cái phương pháp đó là làm như thế nào cái phương pháp phỏng vấn đánh giá em nhìn vô cái phỏng vấn đánh giá thì em hình dung như vậy là cái phương pháp này làm như thế nào các em nhỉ mình nếu mà nhìn vô cái thuật ngữ thôi á, thì em đoán coi là phương pháp này họ sẽ đánh giá dựa trên cái gì đây dựa trên gì các em rồi cô mời triệu thị ngọc ánh của em là 11 Dạ, cô qua phương pháp của mình đánh giá người ta sẽ dựa vào khả năng ứng xử và dựa vào khả năng ứng xử của mình và các hành động trong lời Rồi ok Em nhìn thấy là cái chữ phỏng vấn có nghĩa là họ sẽ mời em phỏng vấn để họ đánh giá tức là face to face để đánh giá đúng chưa à, dạ. Như vậy thì theo em là mình có lấy cái feedback được liền không feedback được liền không có em để Để đó. Để... nè bây giờ tôi hỏi em trả lời thì có lấy feedback liền không được chứ cái... đó Để... à, chúng ta sẽ sẽ có cái feedback liền nhưng mà à, rõ ràng nếu mà nói đến phỏng vấn á, thì em nên lưu ý dùng cho cô á, nó có một cái trở ngại rất là lớn như thế này nè là hay bị bóp méo thông tin lắm cái thông tin là bị bóp méo rất là nhiều phải không nhất là những cái người nhân viên nào á, mà họ làm chưa có tốt á, thì ngay lập tức là họ đưa ra những cái tại bị thì là mà đủ thứ hết không tức là họ đưa ra những cái cái nguyên nhân tại sao mà họ không thể thực hiện được mà những nguyên nhân đó nó gần như là nhiều khi là không xảy ra nhưng mà họ cũng sẽ sử dụng những cái nguyên nhân đó nó cũng giống như các em thôi em nhớ lại hồi lúc em đi học mỗi lần em vô trễ là trời ơi hàng loạt nguyên nhân đúng không hàng loạt nguyên nhân là nào là kẹt xe rồi nào là bể bánh xe rồi nào là phải đưa em đi học rồi mới chạy qua đây được tức là chúng ta rất là nhiều cái lý do nhưng mà hiếm hoi lâu lâu cô mới nghe được một lý do là thưa cô em xin lỗi là tại vì em ngủ quên rồi có em thì nói thưa cô em đến sớm lắm nhưng mà em xin lỗi là em ngồi em ăn sáng rồi em nói chuyện với bạn bè và em quên em nghe ren rồi nhưng mà em cứ ngồi em nói chuyện uh, thêm cho nên em vô trễ rất là hiếm hoi ha thì cái phương pháp phỏng vấn đánh giá của chúng ta đó là nó nó có một cái nhược điểm vậy một cái nữa là trời ơi mình phỏng vấn đánh giá thì như vậy nếu cái nhân viên của mình mà nhiều á, thì chúng ta cái lượng thời gian của chúng ta bao nhiêu cho cho đủ đúng nào rồi ok phương pháp thứ hai là phê bình lưu giữ em nghe cái chữ phê bình rồi lưu giữ nè như vậy thì mỗi một cái ông quản lý khi mà ông sử dụng cái phương pháp này đó là ông có một cuốn sổ tay và thí dụ như em làm tốt ổng khen cái ông sẽ ghi vô ở cái cuốn sổ tay của ổng. em làm điều gì không tốt cái ông chê ông la em cái ông cũng ghi vô trong cái cuốn sổ của ổng. ha rồi đến chừng mà ông tổng hợp lại á, thì ông coi là tốt nhiều hơn là xấu nó giống như là em bỏ hộp đồ xanh với hộp đồ đen vậy đó, không à? làm tốt bỏ hộp đồ xanh mà làm làm xấu là bỏ hộp đồ đen, và coi thử coi đồ xanh nó nhiều hơn đồ đen hay đồ đen nó nhiều hơn đồ xanh đúng nào? thì đó là phương pháp lưu giữ, có nghĩa là những cái gì mà nó em tốt cũng ghi rồi cái gì mà em không tốt cũng ghi lưu giữ lại và hết một cái thời gian định kỳ thì bắt đầu là tổng hợp lại để coi là em như vậy là ok hay là hay là không nhưng mà cái phương pháp này thì thực sự ra là thực sự ra là em em cũng chú ý dùng cho cô là người ta hay sử dụng khi mà là khi mà thực hiện cái việc đào tạo á đào tạo á các em ạ. À? à, huấn luyện và đào tạo thì người ta là hay sử dụng cái phương pháp này, tại vì nó sẽ giúp cho người ta có những cái uh, uh, cái biện pháp hỗ trợ để làm cho cái người 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 thực hiện công việc đó có thể thực hiện được tốt tốt nhất, ha, à, đó là phê bình lưu giữ. Còn cái phương pháp xếp hạng luân phiên là như sau, à, xếp hạng luân phiên có nghĩa là tôi bắt đầu tôi đánh giá. Và thí dụ như cái bộ phận của tôi có 10 người thì như vậy là cô sẽ đánh giá ai là cái người xếp hàng số 1 tốt nhất rồi hàng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là cô sẽ tự xếp theo cái cái uh, uh, suy nghĩ của cô và cái đánh giá của cô. Và cũng 10 người đó lại có một cái người quản lý thứ hai con ạ, cũng sẽ tiến hành là đánh giá hoặc là thậm chí là nhiều khi là cho thí dụ trong 10 người ok vậy thì bây giờ mỗi một người hãy tự đánh giá và đánh giá luôn đánh giá mình và đánh giá luôn chín người còn lại thì sau đó người ta sẽ tổng hợp lại để người ta coi là ai là cái người mà à, được bình chọn là nhiều nhất à thì các bạn thấy là cái phương pháp này nó cũng có cái cái hay đó nhưng mà rõ ràng là trong điều kiện mà nếu mà công ty của mình nhiều người á, thì cái xếp hạng luân phiên này tự nhiên nó 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 sẽ bị rối đúng nào và mình sẽ không thực hiện được rồi ok đó là xếp hạng luân phiên nha cho nên là cái việc sử dụng nó cũng hạn hạn chế rồi còn phương pháp định lượng là như thế này em thấy là thí dụ như bây giờ cô nói là ồ, ngô ngọc định dễ thương à, khi mà cô nói ngô ngọc định dễ thương thì nó là định định tính hay định lượng vậy các em định tính ạ, à? định tính đúng không à mà định tính là nó sẽ đưa cái cảm tính của mình vô đúng không cái cảm nhận chủ quan của mình vô cho nên đó, người ta thấy rằng là tốt nhất là phải định lượng em nhớ trong cái nguyên tắc SMART của xây dựng mục tiêu không cái mục tiêu thứ hai cái cái cái, cái tính chất thứ hai measurable là nó phải định lượng phải định lượng thì ở đây người ta dùng cái phương pháp định lượng thì cô chỉ nói sơ để cho em em thấy như thế này nè là người ta chia cái nhóm công việc ra những cái công việc nào mà tương tự là chung vô một nhóm ha là chung vô một nhóm nha xong sau đó người ta sẽ xác định cái trọng số của nhóm đó trong toàn bộ cái công việc thí à, dụ như chúng ta có bốn công việc đi thì bây giờ cái công việc a đó là cái trọng số nó là bao nhiêu Còn bao nhiêu phần trăm à, nó 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 sẽ chiếm tỷ trọng là bao nhiêu phần trăm trong cái tất cả cái công việc của mình đúng nào rồi ok à, và sau đó là à, bắt đầu là khi mà thực hiện công việc đó, thì người ta sẽ ngồi tính toán ví dụ như người ta sẽ chia ra ví dụ như về uh, giả sử như em về kiến thức về quản trị nhân sự đi thì uh, sẽ chia ra xuất sắc thì nó sẽ đòi hỏi những cái tiêu chí gì rồi giỏi thì đòi hỏi tiêu chí gì rồi khá là tiêu chí gì trung bình là tiêu chí gì và kém là cái gì thường người ta sẽ chia ra năm bậc để người ta phân loại từng cái tiêu chí một và người ta cho điểm luôn thí dụ như là kém là không điểm trung bình là một điểm rồi uh, uh, khá là hai điểm rồi giỏi là ba điểm rồi uh, xuất sắc là bốn điểm tức là người ta sẽ chia ra và người ta cho điểm vậy thì khi em đạt được cái gì thì người ta sẽ tính điểm của cái cái đó nhưng mà nó là của từng nhóm một của từng nhóm một cho nên các bạn thấy là cái phương pháp định lượng này á thì nó cũng rất là ok là tại vì nó hạn chế cái cái định tính nhưng mà nội cái việc phân nhóm ra rồi nội cái việc xác định cái trọng số cho từng nhóm thì cái chúng ta thấy nó rất là phức phức tạp ha à, thì sau này á là nếu mà em học lên đại học á thì nó có một cái môn gọi là môn kinh tế lượng có nghĩa là rồi những cái môn mà gọi là cái mô hình toán có nghĩa là người ta từ một cái bài toán kinh tế và người ta đưa ra một cái thuật toán để chúng ta giải quyết như thế nào, tức là người ta biến từ một cái định tính thành ra một cái định định lượng, ha, thì đó là phương pháp định lượng, thì đó là bốn cái phương pháp. À, bây giờ thì nhưng mà trong thực tế thì bốn phương pháp mà cô chuẩn bị giới thiệu ở đây á, thì à, các em sẽ thấy là thực hiện nhiều nhiều hơn và gần như là phổ biến. Cái phương pháp đầu tiên là cô có thể nói là gần như một trăm phần trăm công ty nào cũng xài, đó là phương pháp lập bảng điểm. thì phương pháp lọc bản điểm hay là phương pháp cho điểm cái phương pháp này á là dựa trên cái cách cho điểm của ông Leaker à, thì cái ông này là một cái người đưa ra cái hệ thống thang điểm năm bậc mà khi em nghiên cứu về thị trường rồi em nghe, nói chung là feedback rồi tất cả mọi thứ là đều dựa trên cái thang điểm năm bậc này ha thì ở đây người ta thiết lập hệ thống thang điểm đánh giá các tiêu chí nhưng mà thường những cái tiêu chí đó nó bao gồm những tiêu chí gì Được. Thời, Được. thời gian làm việc nè không à thời, thời gian làm việc coi Được. em có đảm bảo ngày công hay là hay là Được. không ha Được. rồi cái thứ Được. hai đó là hiệu quả công việc coi mức độ khả năng hoàn thành của em tới đâu rồi quan hệ hợp tác à, mức độ hợp tác với đồng nghiệp trình độ kỹ năng là thao tác chuyên môn ở trong công việc, rồi tổ chức kỷ luật, à, em có chấp hành nội quy hay là không nha, ok rồi bây giờ cô cho một cái ví dụ như như thế này, ví dụ nè, đây là một cái bảng đánh giá bằng phương pháp cho điểm và người ta sẽ dựa trên năm cái mức độ mức tối thiểu là một điểm dưới mức yêu cầu là hai điểm đạt yêu cầu là ba điểm khá là bốn điểm và xuất sắc là năm điểm và ở đây có những cái tiêu chí là khối lượng công việc chất lượng công việc à, tính tin cậy khả năng xét đoán khả năng hiểu biết thái độ tinh thần hợp tác khả năng và triển vọng hợp tác À, tức là là thí dụ như bây giờ à, đánh giá các em là dựa trên những cái tiêu chí này thì à, khi mà tôi đánh giá thí dụ như bây giờ là thí dụ như là à, cô đánh giá bạn à, ngô ngọc định đi chẳng hạn nha là cái khối lượng công việc là cô thấy là em thực hiện cái khối lượng công việc như thế nào thí dụ như cô nói là khối lượng công việc là bạn định là thực hiện là được đánh giá là loại khá như vậy là cô sẽ khoanh tròn cái bốn điểm ở đây hoàn trọng cái bốn điểm đây à, nhưng mà chất lượng công việc là thuộc loại xuất sắc thì cô lại hoàn tròn cái năm điểm à, mức độ tin cậy à, mức độ tin cậy tức là bạn 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 định khi thực hiện công việc đó là nó có đáng tin cậy hay là không thí à, dụ như là đạt yêu cầu là ba điểm à, rồi khả năng xét đoán là thí dụ như bốn điểm nói chung là cứ mỗi một người như vậy á là đầu tiên là em phải tự đánh giá mình và sau đó là các sếp sẽ ngồi đánh giá các em dựa trên cái bảng điểm này à, và rõ ràng là nếu mà dựa trên bảng điểm thì mỗi một người đều có cái điểm đúng không đều có cái điểm cho nên ưu điểm của cái phương pháp này là gì là số liệu rõ ràng và nó thuận lợi cho mình trong việc so sánh hiệu quả giữa các nhân viên với nhau đúng không À, nhưng mà nó cái nhược điểm của nó là gì là tùy thuộc vào mức độ khách quan của người cho điểm. Thí dụ như ngay bản thân em tự đánh giá đi chẳng hạn có nhiều bạn á, là nâng lên một chút nhưng mà có nhiều bạn khiêm tốn thì giảm xuống một chút. Rồi bản thân cái uh, người sếp của em cũng vậy, thí dụ như thích em thì nâng lên một chút mà không thích em thì dìm em xuống một chút có những người thì họ muốn tạo một cái gọi là tạo ra cho em có một cái sự thách thức thì người ta sẽ dìm em xuống người ta không đánh giá cao em, không à? nhưng mà có những người thì người ta đánh giá cao có nghĩa là tùy thuộc vào mức độ khách quan của người cho điểm tức là nói gì thì nói chứ cô vẫn cho rằng là khi mà chấm điểm thì nó vẫn có một phần nào mang tính cảm cảm tính nên cô vẫn thích là kiểm tra mà kiểm tra online á, là cô rất là thích là tại vì lúc này là gần như là các em phải tự vận động hết ha à, và các em tự làm đúng là đúng sai là sao và các em được phản ánh cái kết quả liền ha đó là cái phương pháp đầu tiên là phương pháp lập bảng điểm rồi bây giờ phương pháp thứ hai là phương pháp quan sát hành vi quan sát hành vi phương pháp này là uh, ngành mình thực hiện cũng nhiều nè các em ạ à? tại vì sẽ và em thấy là nó sẽ trên cái cơ sở là gì em nhớ hồi nãy là tôi nói đánh giá là có thể là dựa trên thứ nhất là hành vi à, thái độ của cái người làm việc thứ hai là kết quả làm việc và cái thứ ba đó là cái uh, con người làm việc như thế nào cho nên cái uh, quan sát hành vi cũng là một trong những cái yếu tố để giúp cho chúng ta có thể đánh giá tốt được mà nhất là ngành của mình nữa, không? Em quan sát hành vi của nhân viên phục vụ, của nhân viên FO, không à? của đầu bếp vân vân. thí dụ ở đây quan sát hành vi của nhân viên nấu bếp nè, à, khách có phàn nàn về chất lượng món ăn không? tức là thí dụ như khi mình phục vụ và khách người ta phàn nàn, rồi việc trình bày món ăn có đẹp mắt hay không? rồi có lãng phí thực phẩm không? có vệ sinh sạch sẽ sau khi hoàn tất? thức ăn hay không hoàn tất cái món ăn hay không ha thì tất cả những cái này là nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá à, coi thử coi có nghĩa là gần như là gần như là em dựa trên cái hành vi và thái độ của cái người làm việc để em đánh đánh giá thì ở đây rõ ràng khi chúng ta quan sát hành vi nó có một cái ưu điểm là gì là tại vì hành vi đó là cái uh, hành vi đó là thực tế nhân viên làm như thế nào thì tôi đánh giá vậy nhân viên thí uh, dụ như bây giờ là ở đây cô thông qua cái hành vi là có mở cái camera hay là không rồi uh, cái camera đó có cô có nhìn thấy các em hay không con cũng là mở camera nhưng mà có bạn thì tôi không nhìn thấy các em phải không à? có bạn thì cô chỉ nhìn thấy cái quạt quay dù dù có bạn thì tôi nhìn thấy cái trần nhà còn các em như thế nào thì tôi không nhìn thấy nhưng có bạn thì tôi nhìn thấy là ngồi học ghi chép đàng hoàng rồi có bạn thì tôi nhìn thấy đen thui thù lùi không thì tôi dựa trên cái 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 hành vi đó là tôi sẽ đánh giá là người nào là tốt người nào là không tốt đúng chưa không À, à thì cái nó rất là rõ ràng tại vì tôi thông qua hành vi thái độ của các em để tôi đánh giá mà à, nhưng nhược điểm là gì là thực sự ra là qua cái hành vi như vậy á, thì cái tiềm năng phát triển của nhân viên á, nó không có thể hiện được Phải không thí dụ như có những em là ok đồng ý là tôi không có uh, mở máy nhưng mà nhiều khi là tôi vẫn đang nghe và có khi cái kết quả điểm của tôi rất là rất là cao đúng chưa tức là cái việc đánh giá về cái tiềm năng phát triển á, thì nó nó không có thể hiện được qua cái hành vi từng cái hành vi một đúng nào tại vì hành vi nó chỉ thể hiện có một lần thôi đúng không à, đúng không không à cho nên là nó cái đây cũng là một cái nhược điểm của quan sát hành hành vi đây là cái phương pháp thứ thứ hai cái phương pháp thứ ba đó là phương pháp so sánh cặp so sánh cặp thì phương pháp này nó như vậy à, có nghĩa là bây giờ thí dụ như là à, cô sẽ tiến hành bắt cặp thí dụ như cô bắt cặp là ngọc hân với cẩm hương rồi à, ngọc hân với thành trọng ngọc hân với thúy hiền ngọc hân với à, ngọc ánh vân vân tức là tôi cứ bắt cặp như vậy thì khi mà tôi bắt cặp như vậy thí dụ như bây giờ cô so sánh ngọc hân với cẩm hương đi thì à, nếu như cô so sánh là về cái thái độ và có nghiêm túc trong học tập hay là không thí dụ như hai bạn mà ngăn nhau thì cô sẽ cho mỗi người một điểm nhưng mà thí dụ như có người nhiều hơn thì cô cho cái người hơn hai điểm và người kém hơn sẽ nhận là không điểm và sau đó là tổng hợp lại người nào nhiều điểm nhất thì coi như là người đó được đánh giá là làm việc có hiệu quả nhất tuy nhiên em sẽ thấy là nếu như chúng ta dựa trên cái so sánh cặp thì so với lại cái phương pháp mà xếp hàng luân phiên á, thì chắc chắn là nó có giá trị hơn rồi đúng không chắc chắn là nó có giá trị hơn yeah. nhưng mà nhưng mà nếu như chúng ta so sánh quá nhiều ở đây 10 người thôi là cô nói nha là em phải làm một cái tổ hợp chập hai là em thấy nha 10 người nha thì như vậy là cái người thứ nhất là chúng ta sẽ có chín chín cặp so với cái chín lượt so với chín người còn lại cái người thứ hai thì chúng ta sẽ có tám lượt người thứ ba bảy lượt người thứ tư sáu lượt vân vân tức là 10 người thôi đó là chúng ta đã thấy nó quá nhiều rồi nó quá nhiều rồi à, cho nên là nếu như mà trên 10 người thì rõ ràng là nó cực kỳ khó khó khăn đúng không rõ ràng là không có thể nào mà chúng ta có thể làm làm được Ha. Rồi, ok. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó phải cùng nhóm công việc tôi mới so sánh được chứ nếu mà khác nhóm công việc sao tôi so sánh? Thí dụ như em làm F&B thì tôi phải so sánh những người F&B chứ không lẽ là tôi lấy em F&B tôi so với uh, FO. Hai cái nhóm công việc này nó đâu có giống nhau đâu, đúng không? Và trong trường hợp mà không giống nhau thì chắc chắn là không được rồi. À một cái nữa là gì? là cái khi mà so sánh tại vì ngang nhau là đồng điểm nhưng mà hơn thua nhau một cái đó, là người hai điểm còn người còn lại zero điểm cho nên rõ ràng là nó cũng nhạy cảm không mà trong việc đánh giá và nó có thể làm giảm tinh thần và thậm chí là cái sự đoàn kết nó sẽ không có tại vì so sánh từng cặp từng cặp một mà phải không à tại sao lại tôi lại không bằng cái cái cái, cái, cái anh đó không và thậm chí là nhân viên sẽ tìm cách chơi xấu để vượt mặt để vượt mặt nhau. Ha, thì đó là cái uh, phương pháp so sánh cặp. À, một cái phương pháp hiện nay cũng sử dụng phổ biến và nó là cái nền tảng cơ sở để chúng ta có thể là uh, thực hiện cái đánh giá theo KPI đó là cái phương pháp quản trị theo mục tiêu. Phương pháp quản trị theo mục tiêu và với cái phương pháp quản trị theo mục tiêu. Ha thì chúng ta sẽ thực hiện như thế này thứ nhất là xác định chỉ tiêu hoàn thành của công việc à, hoàn thành công việc của nhân viên mà cái này á, là nó phải có sự thống nhất giữa cái quản trị viên trực tuyến với lại cái người thực hiện công việc nha các em Đó, người thực hiện công việc và khi mà đã thống nhất rồi á à, tức là đã giao cái mục tiêu đó cho cái cái người nhân viên rồi đó, thì quản trị viên cấp cao á, quản trị viên trực tuyến phải tạo điều kiện, phải cam kết tạo điều kiện để cho họ có thể thực hiện. Được. Chứ còn nếu mà giao mà giao mà không tạo điều kiện cho họ thực hiện đó, thì cũng như không đúng nào à? Cho nên là cái việc đầu tiên là xác định chỉ tiêu hoàn thành công việc, cái việc thứ hai là kiểm tra cái số lượng sản phẩm và khối lượng cũng như à, cái số lượng sản phẩm và cái khối lượng sản phẩm cũng như cái chất lượng công việc mà nhân viên đã hoàn thành là bao bao nhiêu à, và cái phương pháp này rõ ràng nó có cái ưu điểm là gì Ủa bây giờ tôi được giao mục tiêu cụ thể thì tôi có cái định hướng thí dụ giờ giao tôi phải hoàn thành cái doanh thu là 100 triệu thì như vậy là tôi biết là cái hướng của tôi phải làm sao là 100 triệu và cái thứ hai là mình có cơ sở so sánh đối chiếu giao 100 triệu anh thực hiện 80 là anh không hoàn thành anh thực hiện được trăm là anh hoàn thành nhưng anh thực hiện trăm mốt là anh vượt rồi nhưng nó có một cái nhược điểm là gì chỉ tiêu đề ra có khi không có phù hợp nó không có phù hợp với lại cái khả năng cũng như nó không phù hợp với lại cái điều kiện làm việc ở cái tổ chức đó và có một cái nữa là mục tiêu thường thường được định lượng như vậy những cái gì nó mang tính định tính thí dụ như trách nhiệm trong công việc rồi thái độ hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp là coi như chúng ta không đánh giá được đúng không À chúng ta không đánh giá được và các em sẽ thấy là nó còn một cái là coi như là cái trách nhiệm là chẳng những là của cái người lao động đó mà ngay cả cái người quản lý tại vì nhiệm vụ của anh ấy là phải cam kết là thực hiện cái hỗ trợ để cho nhân viên cấp dưới là thực hiện mà cho nên anh cũng phải chịu trách nhiệm ở phần phần này. À, như vậy cái phương pháp quản trị theo mục tiêu chúng ta có một số các cái ưu nhược điểm như vậy. Nhưng mà cái MBO này à, thực tế nó có một một cái gì nè, có cái là nó sẽ MBO nhưng mà có cái là nó MBP tức là theo tiến trình. Thí dụ như em có nhớ là trong ngành mình nó có cái SOP không ạ? À? Cái standard operational procedure ấy, là cái tiến trình thực hiện tiêu chuẩn á không. À, thì có những cái là mình không đưa ra mình phải là cái đích đến cuối cùng là MBO, nhưng có những cái là mình quản lý là MBP tức là nguyên một cái process nguyên cả một cái procedure là mình phải kiểm kiểm tra ha. À, thì và cô cũng nhắc lại một lần nữa là đây cũng là cái cơ sở để chúng ta xác định cái cái cái, cái trọng số KPI để chúng ta giao cho mỗi người như thế như thế nào thì đó là bốn cái phương pháp hiện nay được thực hiện nhiều nhất tại các doanh nghiệp đặc biệt là cái phương pháp cho điểm là gần như là một trăm phần trăm gần như là một trăm phần trăm nha các em rồi chúng ta đã lựa chọn được phương thức đánh giá rồi thì chúng ta sẽ làm cái tiếp theo là gì là lựa chọn người đánh giá và đương nhiên lựa chọn người đánh giá là ai ủ thì người nào lãnh đạo giám sát trực tiếp người đó phải đánh giá rồi bản thân mình cũng phải tự đánh giá rồi khách hàng của mình đúng nào và chúng ta sẽ tổng hợp tất cả những cái ý kiến đó để chúng ta có một cái nhận xét chung à, rồi ok à, và để cái người đánh giá thì đương nhiên là mình phải có cái văn bản hướng dẫn và trong trường hợp có những cái đánh giá mà nó đòi hỏi cái chất lượng cao đó, ví dụ vấn đề kiểm định chất lượng là chắc chắn là mình phải tổ chức cái lớp tập huấn thì chúng ta mới thực hiện được như vậy là chúng ta đã thiết kế tiêu chuẩn rồi nè chúng ta đã lựa chọn cái phương pháp rồi nè chọn cái người đánh giá rồi nè thì cái bước thứ tư của chúng ta đơn giản thôi đó là mình đo lường hiệu quả công việc đúng nào à, bằng cách là mình có cái kết quả thực hiện công việc của mình như thế nào à, doanh thu anh thực hiện được lại nhiêu không à À, cái khối lượng anh hoàn thành công việc là hôm nay là anh phục vụ uh, housekeeper là đã phục vụ dọn phòng là bao nhiêu phòng à, rồi khi mà anh set up bàn thì anh set up được bao nhiêu bàn rồi theo dõi ngày công chấm công không? À, và chúng ta có thể phỏng vấn tham khảo ý kiến người khác rồi ghi lại những sự kiện quan trọng tức là nếu mà người nhân viên đó có những cái điều gì hay những cái điều gì dở là chúng ta cũng ghi ghi lại để làm cơ sở cho chúng ta đánh đánh giá thì đó là cái đo lường về cái hiệu quả đánh giá nha hay nói khác hơn là cái bước này á, đơn giản là mình chỉ lấy cái kết quả cái thông tin về kết quả thực hiện công việc của người nhân viên thôi bây giờ mình đã có thông tin kết quả thực hiện rồi mình có người rồi phải không à? và mình có cái tiêu chuẩn rồi thì đương nhiên bước thứ năm là gì là mình so sánh thôi à mình so sánh và đánh giá kết quả thực hiện à, tức là chúng ta thực hiện cái việc đánh giá đó là bước thứ năm hồi nãy các em nhìn thấy đó. Thì chúng ta dựa trên tiêu chí đối chiếu kết quả thực hiện của nhân viên với bản tiêu chuẩn công việc. Chúng ta coi mức độ hoàn thành ảnh được bao nhiêu phần trăm. Thái độ thực hiện như thế nào, kỹ năng làm việc và cái triển vọng phát triển ra làm làm sao, đúng không? À vậy thì chúng ta đã có cái kết quả rồi thì chúng ta làm gì nữa bước thứ sáu là gì vậy các em bước thứ sáu là chúng ta làm gì vậy hả bước thứ sáu trong quy trình đánh giá thì chúng ta làm gì nhớ không ờ, quan sát hành vi của... đâu quan sát hành vi đó là phương pháp <laughs> quan sát hành vi là một trong những phương pháp để chúng ta thực hiện cái việc đánh giá còn bây giờ là chúng ta đã đánh giá cái kết quả rồi nè, so sánh xong rồi, rồi cô mời Diễm Hà. Dạ thưa cô là bước 6 là điều chỉnh và công bố kết quả mới cho nhân viên. Không? Chưa, trước cái trước cái điều chỉnh là mình làm gì? Thảo luận kết quả đánh giá. Cô. Đúng rồi, mình phải thảo luận cái kết quả đánh giá, tức là em thấy là đây là cái giai đoạn quan trọng lắm nè, không? Mà cô nói cho các em là thực tế các cái doanh nghiệp Việt Nam mình hay bỏ qua cái giai đoạn này lắm, hay bỏ qua giai đoạn này lắm. cái cái giai đoạn đó là cái giai đoạn là phỏng vấn kết quả đánh giá hay là thảo luận kết quả đánh giá. tuy nhiên ở đây là trước khi đi vào phần đó thì cô cũng cần nhắc, tại có những cái việc là mình mình nên là là tránh khi mình đánh giá. cái thứ nhất á, là thiếu công bằng không công bằng và thiên vị cái lỗi này được gọi là lỗi thiên vị thí dụ như bây giờ cô thích ngọc định cô thích diễm hằng thì cô đánh giá ngọc định diễm hằng cao hơn à, cô không thích một bạn nào đó thì cô dìm xuống đúng nào à mà trong thực tế nó khi mà em biết là em đi làm á, là cô nói là làm việc là luôn luôn là nó theo group ha theo group mà ở group nào á, mà mình lấy lòng được cái người lãnh đạo trời ơi, tự nhiên người lãnh đạo lúc nào cũng 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 khen mình hết trơn lúc nào cũng ưu ái ưu ái mình nhưng mà thí dụ như em á lại là một cái người là chống đối cái người lãnh đạo là cô đảm bảo với em là thế nào cái người lãnh đạo á không à? à, chẳng mấy chốc là họ tìm cách để cho em từ giấy A4 á phải không ạ? À? cái đó là thực tế nha các em rồi cái lỗi đó là lỗi thiên vị em có thấy trong nhà ba mẹ của mình là đôi khi cũng thiên vị á đúng không khi xử một cái gì là thiên vị trong những đứa con thế nào cũng có đứa là cưng hơn mà cưng hơn là xử thiên vị đúng chưa à nhất là nếu mà nhà có hai em em mà nhỏ nhỏ ấy, là cái nhiều khi cái đứa em nó hết sảy lắm nó làm sai mà nó la toán lên và cuối cùng toàn là mình bị la không là ba mẹ là la, la mình là là làm anh làm chị là phải nhường cho em đúng không thì đó là thiên vị rồi đó rồi ok cái thứ hai là xu hướng bình quân bây giờ cái cách tốt nhất để cho khỏi ai nói cái gì hết á, là coi như là tôi đánh giá là trung bình hết đi coi như đạt yêu cầu hết đi để khỏi ai nói năng gì hết đúng không nó giống như bây giờ nếu như mà tôi cho em làm bài và coi như là để em đừng có nói là ờ cô khó hay cô dễ này kia thôi tôi cho em 5 điểm hết 5 6 điểm tôi cho đạt yêu cầu hết đúng chưa à, thì cái đó gọi là xu hướng bình quân hay là cái lỗi trung bình một cái lỗi nữa là quá dễ hay quá khắc khe à em sẽ gặp những ông sếp có ông sếp thì dễ ơi là dễ có cái bà sếp khó ơi là khó đúng nào à và cái lỗi này được gọi là lỗi cực đoan hay lỗi thái cực à tức là khi mà đánh giá cái thì gắt quá cái thì nó dễ dễ dãi quá mà có nhiều người vui lắm nha mới đầu là đánh giá rất là khó cái bắt đầu người ta phê bình góp ý cái đến cái lượt sau thì nhớ lại lần trước mình đánh giá khó quá tụi nó phản đối dữ quá thôi kỳ này dễ thì nó lại quá dễ đúng nào thì cái đó gọi là cái lỗi cực đoan hay lỗi thái cực nha một cái lỗi nữa là định kiến do tập quán văn hóa và giới tính À, tập quán văn hóa và giới tính là mình có những cái định kiến tức là những cái suy nghĩ của mình nó nằm ở trong cái đầu của mình à, từ cái lúc nào mình không biết nhưng mà mình hay có cái định kiến như vậy à, mình hay có cái định kiến như vậy thí à, dụ như là uh, các em thí dụ như bây giờ là uh, là thí dụ như cô nói là về giới tính đi chẳng hạn đi nha là người ta em có biết là bây giờ ngay cả bây giờ nha là cái lương á cùng là làm quản lý nha các em cùng là làm quản lý nha cùng một vị trí nhưng lương của nữ bao giờ cũng thấp hơn lương của nam hết trơn á cô đảm bảo với các em điều đó thí dụ như sau này em đi ra làm manager là em cũng là manager một bạn nam nào đó cũng là manager nhưng cô đảm bảo là cái bạn nam cái lương sẽ nhiều hơn em tại vì người ta có định kiến là nữ làm không giỏi bằng nam không nhất là làm quản lý không giỏi bằng cho nên người ta trả lương là bây giờ cũng cũng thấp hơn nhưng điều đó đâu đúng đâu nhiều manager nữ trời ơi, giỏi gần quá trời luôn đúng không em thấy mấy sát xanh không còn rất là giỏi à, nhưng mà tại vì do định kiến cho nên là khi mà chúng ta đánh giá là chúng ta sẽ có một cái phân biệt như như vậy hoặc là thí dụ như định kiến về vùng miền á em thấy mấy bữa nay là cái trên mạng á, là định kiến về vùng miền á, là bắt đầu nó bùng phát, phải không ạ? À? Phân biệt vùng vùng miền rất là nhiều, con cái cái vụ mà 300 sinh viên hải dương á, từ mấy bữa nay nhưng mà thiệt ra là lỗi là lỗi của bộ phận quản lý chứ đâu phải là lỗi của các bạn đó đâu. Nhưng mà cái định kiến vùng miền cái lúc mà nói chuyện là nhiều khi chúng ta hớn hên mà chúng ta sử dụng cái ngôn từ nó không đúng, phải không? Nhưng mà cái đó nó xuất phát từ định kiến đó các bạn rồi thành kiến, thành kiến lại khác nha. Thành kiến là thí dụ như là cái ấn tượng ban đầu nó để lại uh, cho cái người quản lý mà không tốt. Vậy là người ta bắt đầu có thành kiến với em và em làm cái gì tốt người ta cũng chê hết. Ha, à, thì cái đó là thành thành kiến. ảnh hưởng sự kiện gần nhất có nghĩa là nếu như mà những cái gì mà gần nhất á, mà em làm tốt, á, vậy là bây giờ kể từ lúc đó về sau là cái gì cũng cho em tốt nhưng mà cái gần nhất mà em làm mà tệ là coi như là người ta không tin em luôn à, người ta không tin em luôn rồi bản tiêu chuẩn đánh giá không rõ ràng rồi dựa vào thông tin từ trí nhớ tức là tôi cứ nhớ mãi 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 vậy là tôi đánh giá đúng không ạ? nhưng mà trật lót không ạ? thí dụ như dựa vào cái uh, lưu giữ đi mở sổ ra thì không nói còn bây giờ là cứ nhớ mãi mãi thì như vậy là chắc chắn là không không đúng rồi thì đây là những cái lỗi mà chúng ta cần cần tránh ha à, trong quá trình đánh giá và khi mà chúng ta đánh giá xong rồi thì chúng ta phải thảo luận để cho cái người uh, làm việc đó người thực hiện người ta biết. Cái lợi ích là gì? Mà nhưng mà cô nói thật với các em là hiện nay á là em đi làm cái chuyện mà phỏng vấn kết quả đánh giá này hiếm hoi lắm nha. Hiếm hoi lắm các em. Không có ít khi nào mà 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 các sếp mời mình lên để mà làm việc để nói cho mình biết lý do tại sao mình không đạt được cái tiêu chí đó hoặc là tại sao mình được khen, chả có bao giờ ít hiếm hoi không. Ờ, nhưng mà phỏng vấn cái kết quả đánh giá là nó giúp cho thống nhất với nhân viên về kết quả đánh giá. Rồi mình phải phản hồi cho người ta biết chứ tại sao người ta làm không tốt, đúng nào? À, và chúng ta phải đặt mình trong cái cương vị của người nhân viên đó để coi là thực tế là có những cái khó khăn gì nha à, và em lên cái kế hoạch cho cái mục tiêu công việc sắp tới như thế như thế nào thì khi mà chúng ta đánh giá nó có thể có ba trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất là đánh giá tốt mình hài lòng với người nhân viên đó và cái người đó đã đủ lực để mình đề bạt lên chức đó là trường hợp số 1 trường hợp thứ hai là mình cũng hài lòng rồi nhưng người này tại vì em nên nhớ là đúng người, đúng việc và còn phải đúng thời điểm nữa. Cho nên cái thời điểm này nếu mà đề bạc lên có thể chúng ta sẽ gặp sự phản ứng. Không, à, cho nên là khoan, tôi hài lòng rồi đó, tôi thỏa mãn rồi đó. Nhưng mà anh ở đó đi và anh phải đợi thêm thời gian nữa thì tôi mới có thể đề bạc anh thằng, thằng tiễn Và cái trường hợp thứ ba là tôi không hài lòng tôi đánh giá anh là làm việc đó là không tốt và thậm chí nếu như không tốt tôi có thể cho anh một cơ hội nhưng thậm chí có những người làm không tốt và không thể cho thêm cơ hội phải không à? vậy thì nó chỉ có hai cách một là thuyên chuyển người ta qua một cái bộ phận khác để người ta có thể làm tốt hơn hai là cho người ta một tờ giấy A4 biết cho tờ giấy A4 là cho cái gì không các em <laughs> gửi người ta tờ giấy A4 là cho gì phải không? <laughs> Đơn xin thôi việc đúng không cô? À, đó là chúng ta là buộc thôi việc á, con ạ à, buộc thôi việc á là tặng cho tờ giấy A4 ha. À, thì thì đó là ba cái trường hợp. Nhưng mà khi mà chúng ta phỏng vấn để chúng ta thống nhất về kết quả đánh giá thì có một cái chuyện như thế này em có công nhận khen thì dễ nhưng mà chê nó khó không các em? khen thì mình nói thì sao cũng được á nhưng mà chê nó khó lắm em tại chê á, chê là em nghĩ coi khi mà mình bị chê mình có bị tổn thương không? Hả? Có bạn nào và một người nào đó chê thí dụ như một người nào Ôi trời ơi, sao nay mày mập quá vậy?" <laughs> em, em buồn á cô. <laughs> chắc chắn là buồn rồi, đúng không ạ? À? Hoặc là "Trời ơi sao nay mặt mày, mày nhợt nhạt quá vậy?" Nhưng mà thí dụ, "Ô chứ sao nay mày đẹp gì sinh da mày đẹp quá vậy?" Phải mà Tắt hôm nay sau mướt vậy tự nhiên mình thấy khoái Nhưng mà nếu mà chê mình tự nhiên gặp mình Rồi sau nay mày chồng ủng vậy Chứ sao nay bụng mày bự dữ vậy Không Tự nhiên cái mình mặc dù là mình cười không mình cười nó ư ừ, bụng to bự từ đó là giờ là cười giả lại gì nhưng mà thiệt ra trong bụng rất là buồn cho nên á là khi mà em phê phán á mình phê bình á là mình phải biết cách nó còn thí dụ như em khen em chỉ cần học một là em đã biết cách khen rồi nhưng mà chê là em học gấp 10 lần như vậy thì em mới biết cách chê tại chê làm sao để cho người ta tâm phục khẩu phục người ta cảm thấy là là như vậy là đúng rồi à, và người ta thấy là đúng nói họ như vậy là đúng chứ còn thí dụ như là chê uh, nó 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 giống như cái vụ mà Hải Dương vậy đó cũng có một số bạn là lên và chế nhưng mà thực sự ra là không tìm rõ cái nguồn gốc đúng nào thì thì như vậy là nó không có ok đúng chưa à, và đặc biệt là mình phải cung cấp cái thông tin phản hồi để cho cái người lao động họ biết cách là làm sao cho cho thật là tốt ok như vậy là cô đã giới thiệu với các bạn cái bài số 7 là cái bài về đánh giá thực hiện công việc để làm cơ sở cho chúng ta có thể thực hiện cái bài tiếp theo đó là tiền lương. Cái bài tiền lương đó hay lắm nha các em tại vì nó ảnh hưởng đến cái 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 thực tế của mình nhiều lắm nha. Ok. À, thì ở đây nó có một số các câu hỏi ôn tập nè. Thế nào là đánh giá thực hiện công việc? Mục đích của đánh giá là gì? mối quan hệ của đánh giá thực hiện công việc với hoạt động quản lý nguồn nhân lực là gì? đặc biệt là với hoạch định nha, với hoạch định nè tuyển dụng nè, phải không à? à, rồi lương nè, ha. ưu nhược điểm thì em chỉ trình bày bốn phương pháp dùm cô thôi, tức là phương pháp lập bảng điểm, so sánh cặp, quan sát hành vi và phương pháp MBO, ha. điều kiện đảm bảo sự thành công của phỏng vấn đánh giá đó là là gì nha? rồi, ok. À, như vậy thì cô đã giới thiệu với các bạn cái bài số 7 à, Chiều hôm nay thì ít bạn phát biểu Nhưng số lượng phát biểu của các bạn nó cũng khá là nhiều à, Chiều hôm nay thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Có 8 bạn phát biểu Nhưng mà gần như là bạn nào cũng phát biểu 2, 3 lần à, Ví dụ như bạn Định, bạn Hằng, bạn Phương, bạn Trọng không à bạn hiền những bạn đó là đều đặc biệt là định với hằng là phát biểu rất là nhiều ha à, cô có lời khen các em nha rồi ok các em còn muốn trao đổi gì thêm nữa không à các em còn muốn trao đổi gì thêm nữa không các em dạ không cô rồi ok nếu không thì cô dừng lại ở đây nha rồi ok thầy cát ơi cô trả lớp lại cho thầy cát nè thầy cát à Dạ cảm ơn cô Cảm ơn. Cô. Cô à. cảm rồi. Ơi, giữ sức khỏe nha cô. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Thanh Phương nha. Cô cũng đang giữ sức khỏe đi cho mùa dịch này cô sợ quá. À. Rồi ok tạm biệt các em, các em cũng nhớ take care nha. Dạ cảm ơn cô ạ. À. À, rồi chào các bạn. Thầy đứng danh các bạn rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì nữa các bạn có thể rời nhóm nha.